chạy chưa đủ nhanh. Bây giờ tới lượt chị. Rồi đến Peppa chạy nhanh nhất có thể. Nhưng con diều nó vẫn không bay lên. Diều sẽ không bay nếu như không có gió, dù cho con chạy nhanh tới mức nào. Chúng ta chỉ cần đợi tới khi trời bắt đầu có gió thổi. Nhìn kìa, bắt đầu có gió rồi đó. Bây giờ trời đã có gió, diều đã có thể bay. Cơn gió bây giờ khá mạnh. Rồi cơn gió bây giờ rất mạnh. Peppa. Cảm ơn ba. Rồi heo ba là người điều khiển diều. Cao nữa, cao nữa. Có vẻ heo ba điều khiển diều rất giỏi. Phải, mấy trò chơi này ba chơi rất giỏi. Cẩn thận mấy cái cây đó anh, coi chừng vừa bị dướng vào đó bây giờ. Em đừng lo, anh biết anh đang làm gì. Ôi trời, heo ba đã làm cho con diều bị dướng lên cành cây rồi. Ôi không. Thôi con nín đi sớm, ba sẽ lấy con diều xuống cho con mà. Ờ, phải. Hai đứa cẩn thận, ở chỗ đó có một vũng bùn. Tại vì Peppa và George rất thích nhảy vào vũng bùn. Tụi con nhảy vào đó được không mẹ? Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Peppa và George dã ngoại cùng nhau. Nước kem cho cậu nè gấu bông. Cậu nói sao? Mình cảm ơn bạn rất nhiều Peppa. Không có gì đâu gấu bông à. Còn đây là nước cam cho ngài khủng long nè. Ngài nói sao hả? Được rồi, ngài không cần cảm ơn đâu ngài khủng long. Gấu bông và ngài khủng long có muốn ăn bánh quy hay không? Tụi mình không có đói bụng lắm đâu, nên bé bè chó có thể ăn hết bánh quy nha. Cảm ơn cậu gấu bông. Ồ, âm thanh kỳ lạ đó là gì vậy? Peppa, Sốt, nhanh lên, vô nhà đi các con. Mẹ ơi, sao có tiếng ầm lớn vậy mẹ? Là tiếng sấm sét đó con à. Nghĩa là sắp có một cơn bão với rất nhiều mưa đó con. Mau lên, vào trong nhà trước khi trời đổ mưa nào. Không cần phải sợ đâu, cơn mưa vẫn còn ở rất xa chúng ta mà. Bầu trời càng ngày càng tối hơn. Một cơn bão sắp kéo tới đây. Peppa, Sốt, hai con lấy hết đồ chơi ở ngoài giường vào chưa vậy? Không làm. Tốt, vậy là ngài khủng long không sao rồi. Gấu bông, con đã quên gấu bông ở ngoài giường rồi. Cậu ấy sẽ bị ướt mất. Con đừng lo Peppa, bà sẽ ra đó giải cứu cho gấu bông. Anh phải nhanh lên đó, cơn mưa sắp kéo tới rồi. Anh rất rành về mưa bão mà em. Còn lâu lắm trời mới mưa. Mình đã nói rồi mà. Còn lâu lắm thì trời mới mưa. Tội nghiệp gấu bông. Còn Peppa thì đang chơi xích đu. Mẹ ơi, mẹ ơi, đẩy con được không mẹ? Con sẵn sàng chưa? Dạ rồi, con muốn đẩy lên thật cao. Quý. Cao nữa đi mẹ. Rồi chó cũng muốn chơi xích đu. Bây giờ tới lượt em chó. Giữ chặt nha. Con muốn được đẩy em chó. Phải đẩy em nhẹ nhẹ thôi nha bếp ba. Dạ thôi mẹ. Giữ chặt nha chó. Ôi trời, Peppa đẩy chót lên cao quá rồi.
Chó không thích đánh đu quá cao như vậy. Peppa, con biết là em con hơi sợ độ cao mà. Xin lỗi chó. Hay là chúng ta leo lên khung sắt đi em. Chào cậu Suzy. Chào cậu Dandy. Chào cậu Peppa. Nè. Thật ra các cậu làm sai hết rồi. Các cậu làm giống như mình mới đúng nè. Mọi người lùi lại. Chuẩn bị, sẵn sàng. Đi nào. Whee! Nhìn mình nè, mình đang bay giống như chim. Oh, sao mình không ra được? Peppa bị kẹt giữa cái bánh xe. Không có gì vui hết. Thật ra cũng mắc cười một chút đó con. Để mọi người kéo con ra nha. Bạn của Peppa giúp kéo cậu ấy ra. Wow. Cảm ơn các bạn. George, con muốn chơi trên khung sắt hay không? Khung sắt khá là cao. Và chó không thích ở trên cao. Giờ tới lượt chị. Đây là váy của mẹ. Và đây là nón của mẹ. Heba ơi, giày của Heba đâu rồi? Bây giờ chị phải mang giày đây. Bây giờ chị phải trông thật đẹp mới được, giống như mẹ. Rồi Peppa tìm thấy hộp trang điểm của mẹ. À ha. Dạ một chút phấn nè. Đẹp lắm. Bây giờ tới son môi. Bây giờ heo mẹ trông thật là đẹp. Mình đi thôi nào heo ba. Đã tới giờ đi làm rồi. Lúc đó heo mẹ đang làm việc trước máy vi tính. Chào con Peppa, chào con Sót. Mẹ nói vậy là không đúng rồi. Peppa, mẹ chỉ chào thôi mà. Con không phải heo Peppa, con là heo mẹ. Phải rồi, tất nhiên. Xin chào heo mẹ nha. Xin chào. Và đây là heo ba. Sót. Được rồi, chào các anh nữa nha heo ba. Xin lỗi nha, giờ tôi có công việc phải làm. Alo. Phải. Tôi không làm cái này. Không, cảm ơn. Tạm biệt. Peppa rất thích khi đóng giả làm heo mẹ. Nhưng mà George thì thấy hơi buồn chán. Xin lỗi heo ba, tôi cũng gần sắp xong rồi. Rồi, đã xong. Nhìn kìa, có mấy chú vịt đang bơi. Mẹ ơi, tụi con cho vịt ăn được không mẹ? Được, lấy phần bánh thừa cho chúng đi con. Peppa và George thích cho vịt ăn bánh mì. Mẹ ơi, con nghĩ là chúng muốn ăn nữa. Đó là phần bánh mì cuối cùng rồi. Mẹ nghĩ chúng ăn đủ rồi con à. Xin lỗi vì con nha. Mình hết bánh rồi. Nhưng vịt vẫn còn muốn ăn. Xem ra heo ba sẽ không tập thể dục nữa rồi. Chuyện gì vậy? Lại là đám vịt con. Peppa nói rồi mà, không còn bánh mì đâu. Mẹ ơi, chúng ta vẫn còn bánh dâu tây mà mẹ. Ăn đi, nếu như chúng ta còn thừa bánh thì con có thể cho vịt ăn. Mọi người ai cũng thích bánh dâu tây của heo mẹ làm. Ồ, một con ong. Mẹ rất ghét ong. Mẹ các con đúng là nhát thiệt. Chỉ là con ong nhỏ thôi mà. Ờ, bay đi đi ong à. Em đứng yên đi heo mẹ. Nó sẽ bay đi thôi. Đó, thấy chưa? Chỉ cần đứng yên mà thôi. Nè, tránh ra đi chứ.
đi đi. Giúp tụi với. Đuổi nó. Đuổi nó đi đi. Mong là con ong đó sẽ không chết ba. Tránh ra đi con côn trùng này. Không, heo ba chạy quá nhanh nên con ong sẽ không đuổi kịp. Chúng ta ăn bánh đi mẹ, trước khi con ong nó quay lại. Ôi không, chúng ta quên chừa cho vịt rồi. Chắc thoát được con ong đó rồi. Anh nói là sẽ chạy vòng vòng để tập thể dục mà đúng không heo ba? Mình chơi nhìn đồ đi ba. Cũng được, để ba làm trước nha. Heo ba phải bí mật nhìn thứ gì đó ở xung quanh và những người khác sẽ đoán nó là cái gì. Mắt của ba đang nhìn thấy một thứ, đó là thứ có màu đỏ. Đỏ? Váy của con, nó có màu đỏ. Không, không phải váy của con đâu. Vậy xe của mình? Đúng rồi, là xe của chúng ta. Tới con, bây giờ mắt của con đang nhìn thấy một thứ có màu xanh dương. Áo của chó có phải không? Không phải. Nó có phải là một thứ trong xe không hả con? Không, ba mẹ thua đi. Bà chịu thua. Là bầu trời, nó có màu xanh. Con thắng rồi. Nè anh à, anh biết chúng ta đang ở đâu không vậy? Anh biết chính xác chúng ta đang ở đâu. Nhưng mà con đường này hình như không giống như trên tấm bản đồ thì phải. Ôi, heo ba ơi, bị lạc nữa rồi. Chúng ta không có lạc. Vậy chúng ta phải đi đường nào để tới lâu đài Windy đây? Em đợi anh một chút xíu nữa thôi. Em biết rồi, chúng ta có thể gọi cho ba và mẹ. Em không cần gọi cho mẹ và ba đâu. Dù mất cả ngày chúng ta cũng sẽ tới được lâu đài Windy. Chúng ta không có cả ngày đâu anh. Alo, con đó hả? Ba đang nghe đây. Dạ ba ơi ba, hiện tại tụi con bị lạc trên đường tới lâu đài Windy rồi ba. Chắc là heo ba đang xem bản đồ, có đúng vậy không? Dạ phải, đúng là heo ba đang xem bản đồ. Bây giờ anh ấy hơi bực bội. Anh không hề bực bội. Thôi, để ba chỉ đường cho con. Giờ cứ đi theo đường lớn cho tới khi thấy lâu đài Windy trước mặt là được. Dạ cảm ơn ba rất nhiều. Chúng ta sẽ đi theo đường lớn và để mắt tới lâu đài Windy nha. Anh cũng biết vậy mà. Nhìn kìa, đó có phải lâu đài Windy không ba? Phải, đó chính là lâu đài Windy. Xe ơi cố lên. Chị sẽ rửa sạch bùn đi. Phép tha con được dùng xô nước đó. Vì xô nước có đầy bùn. Ai chà, vậy là Peppa tạt đầy nước bùn lên khắp chiếc xe. Không sao đâu con, chúng ta có thể dùng vòi tưới nước để rửa xe. Phải, phải rồi, con cầm vòi nước được không? Peppa thì cầm vòi nước, còn heo ba thì vặn nước ra. Tại sao không có nước vậy? Dừng lại bếp ba. Xin lỗi mẹ. Anh ơi, anh tắt nước trước đi đã. Không cần phải hoảng sợ. Ôi trời, mọi người đều bị ướt hết rồi. Ít nhất chiếc xe cũng được rửa sạch. Mọi người đều được rửa sạch rồi. Mọi người đi lau khô mình đi, còn ba sẽ đánh bóng xe. Lát nữa con sẽ quay lại. Lát nữa gặp lại con. Heo ba làm chiếc xe bóng tới mức có thể thấy gương mặt của mình. Thật là một khuôn mặt vui nhộn. Ồ, lại có thêm những khuôn mặt khác. Đó là Peppa và chó và cả heo mẹ. Chiếc xe sáng bóng thật là đẹp anh ha. Phải, anh là chuyên gia trong những chuyện này mà em. Được rồi, hôm nay em sẽ lái. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy chúng ta đi thôi. Hãy
Peppa, con có thích cà chua hay không? Dạ có thưa ông. John, con có thích cà chua hay không? Chó nghe mấy không thích ăn cà chua đâu ông. Vậy hả? Vậy hai đứa thích rau diếp hay không? Dạ có thưa ông. Chó không thích ăn rau diếp đâu ông. Được rồi, ông phải có cái gì đó cho chó thích mới được. Con có thích dưa leo hay không? Vậy là chó cũng không thích ăn dưa leo. Cậu ấy cũng không thích rau diếp. Và cậu ấy cũng không thích cà chua. Vậy George nè, con thích loại rau nào nhất vậy? Bát sô-cô-la. George ngốc quá đi. Bánh sô-cô-la không phải là rau củ đâu em. Được rồi, có thể George sẽ thích những rau quả này khi chúng được làm thành món xà lách trộn. Cà chua với rau diếp và dưa leo mới hái trong vườn thiệt là ngon. Trước tiên phải rửa chúng cái đã. Peppa và George rất thích được giúp bà rửa rau quả. Có lẽ rửa như vậy là được rồi đó. Heo bà bắt tay vào chế biến cà chua, rau diếp và dưa leo thành món xà lách trộn. Heo ông ơi, ông gọi mọi người vào ăn trưa đi. Ăn trưa. Hôm nay heo bà làm món pizza cho bữa chính. Và đây là món xà lách làm từ cà chua, rau diếp và dưa leo được hái trong vườn của ông. Mọi người ăn trưa đi nào. George đã ăn xong pizza, nhưng George vẫn không thích cà chua hay rau diếp hay dưa leo. Của ba không đẹp lắm ba ơi. Bụng của ba rất là lớn kìa. Nhưng ba rất là khỏe. Để ba cho con coi. Muốn ba làm động tác gì? Chạm vào gót chân như vậy nè. Dễ thôi. Ba ơi, ba không chạm ngón chân là ba không làm đúng đâu ba. Ba không có giả bộ đâu Peppa. Heo ba thật sự không thể chạm được ngón chân của mình. Trời ơi ba, như vậy không tốt đâu. Có lẽ ba cũng nên tập thể dục một chút mới được. Phải đó ba. Và ba sẽ bắt đầu từ ngày mai. Anh à, em nghĩ là anh phải bắt đầu từ bây giờ. Ba không cần phải lo đâu, con sẽ giúp ba mà. Thôi được Peppa, con có nhiệm vụ giúp ba tập luyện. Ba nên làm gì trước? Trước tiên ba phải tập hít đất. Dễ thôi. Một. Hai. Ba làm tốt lắm. Bây giờ con muốn ba làm 100 lần. 100 lần sao? Phải. Đi thôi các con, giúp mẹ làm bữa trưa nào. Anh cũng giúp mọi người. Không được đâu ba. Ba còn phải ở đây hít đất 100 lần nữa đó. Một. Hai. Ba. Bốn. Vậy là heo mẹ cùng Peppa và George ở trong bếp làm bữa trưa. Heo ba vẫn còn đang hít đất ở phòng bên. Ba đang làm rất tốt đó mẹ. 10. Phải, 11, nhưng mẹ hy vọng ba con không làm quá 12, sức của mình. Để con ra đó xem. 3. 14. 15. 16. 17. Ba phải hết đất chứ. Ba ăn gian quá đi. Trên tivi đã có một chương trình rất hay con à. Ba hư quá ba ơi. Có lẽ ba con sẽ làm tốt hơn với chiếc xe đạp tập thể dục này đó. Nhìn nó có vẻ vui đó. Anh có thể vừa đạp xe, vừa coi chương trình TV yêu thích. Có vẻ không ổn rồi, chiếc xe này ôm quá. Ba ơi, con có thể ngồi trên xe đẩy được không? Bây giờ con lớn quá rồi Peppa. Nhưng con có thể phụ giúp mua sắm. Hay quá này. Chúng ta có 4 món trên danh sách này. Cà chua, mì ống nè, hành tây và trái cây. Con sẽ tìm được hết. Những này. Peppa và George rất thích đi mua sắm. Peppa, trước tiên chúng ta cần cà chua. Con thấy rồi. Những trái cà chua đang ở đây nè mẹ. Giỏi lắm Peppa. Một, hai,
bướm. Bây giờ bỏ chúng vào xe đẩy đi. Con tìm thấy cà chua rồi. Giỏi lắm Peppa. Cà chua đã có rồi. Vậy là xong được một món nè. Tiếp theo là gì ta? Mì ống. Mì ống. Đúng rồi John. Nhưng mà con phải nói là mì ống. Mì ống chính là món mà Peppa và chó thích nhất. Không biết mì ống ở đâu ta? Con nhìn thấy nó rồi, nó ở đằng kia. Mì ống. Mẹ ơi, đây là mì ống. Giỏi lắm Peppa. Bỏ bông mì đó vô xe đẩy đi con. Dạ thưa mẹ. Chó, em phải nói là mì ống, biết chưa? Hay. Tiếp theo là đến món gì Peppa? Khoai chiên. Khoai chiên không có trong danh sách. Ở nhà còn nhiều khoai chiên lắm Peppa. Con đoán lần nữa đi. Con không đoán được ba ơi. Con có nhớ hay không chó? Không chồng. Khủng long sao? Chó, ở trong siêu thị làm gì có khủng long đâu. Hôm nay là sinh nhật của mình. Chó, vậy đi, hôm nay là sinh nhật của chị đó. Chị sẽ có một bữa tiệc thật vui. Và ba sẽ biểu diễn ảo thuật để góp vui đó. Nhanh chó, chúng ta phải gọi ba bà mẹ dậy. Nhưng lúc này heo mẹ và heo ba vẫn đang ngủ rất ngon. Vậy đi, hôm nay là sinh nhật của con, vậy đi. Bây giờ mấy giờ rồi con? Đã trễ lắm rồi. Mới là 5 giờ sáng thôi mà Peppa. Dạ phải, sắp hết một ngày rồi. Được rồi, chúng ta bắt đầu mừng sinh nhật của con nào. Hay Dạ rồi, heo mẹ, heo ba và George cùng nhau tặng quà sinh nhật cho Peppa. Chúc mừng sinh nhật con, Peppa. Cái gì vậy ta? Đầm của búp bê. Con có thể mặc nó chơi gấu bông. Con cảm ơn ba mẹ. Không có gì đâu Peppa. Ba không biết gấu bông là con gái đó. Ba ơi, tất nhiên gấu bông là con gái rồi. Mình thích đầm mới của mình. Cảm ơn mọi người. Không có gì đâu gấu bông. Đừng làm nó dơ đó. Con biết tiếp theo sẽ là gì không Peppa? Dạ có. Các bạn sẽ tới để mừng sinh nhật của con. Và ba sẽ biểu diễn ảo thuật đúng không ba? Sẽ không ai biết ảo thuật gia là ba đâu. Cho nên con phải giới thiệu ba là ảo thuật gia đại tài quyền bí. Ảo thuật gia đại bí? Phải, ảo thuật gia đại tài quyền bí. Ba con đã tập bằng ảo thuật đó suốt cả tuần nay đó con à. Bạn con tới rồi kìa. Đây là các bạn của Peppa, mèo Candy cùng Suzy, chó Danny cùng với thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Xin chào các bạn. Chúc mừng sinh nhật cậu ngạo Peppa. Vào đi các con, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đó. Win, hãy vì các diễn viên của chúng ta, xin đừng chụp ảnh nữa được không? Và vở diễn xin được phép bắt đầu. Bà đang ở trong nhà. Nhưng vị khách là ai đây? Ta là chó sói xấu xa đây. Giỏi lắm Danny à. Ôi trời, Danny đã quên phải nói gì tiếp theo rồi. Bà ơi bà, bà phải vào trong tủ áo mới được. Vào trong tủ quần áo đi. Vậy là con chó sói xấu xa đã giả làm bà. Mình chính là cô bé quạt khăn đỏ. Mình đang đi thăm bà của mình. Oh, Peppa. Bà ơi, bà không được phép chụp hình mà. Xin lỗi Peppa. Con tiếp tục đi. Hôm nay mình sẽ đi thăm bà của mình. Sao không giống bà của con vậy? Sao mắt của bà to quá? Sao răng của bà to thiệt? Ngươi không phải là bà của ta. Ngươi chính là chó sói sống xa. Cứu thế giới. Cô bé đã la lên cầu cứu. Vừa đúng lúc đó, người thợ săn xuất hiện. Cứu thế giới. Vừa lúc đó, người thợ săn xuất hiện.
Pedro hơi nhút nhát. Pedro, con có muốn cô đi với con hay không? Dạ có. Ngươi có phải là con chó sói xấu xa không? Cứu được người bà rồi. Cảm ơn. Cảm ơn bác thợ săn. Quang hô. Quang hô. Pedro, hôm nay cậu diễn rất là giỏi. Cậu giỏi hơn Văn Minh rồi đó. Ta muốn đến xem ngay căn phòng đầy những thứ của nữ hoàng và quốc vương ngày xưa. Wow, khủng long. Nhưng George thì muốn thấy khủng long thật sự. Con đừng khóc mà George. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xem khủng long. Peppa, đây đều là những đồ vật của nữ hoàng thời xưa đó con à. Xem nè, đây là ghế đặc biệt của nữ hoàng, được gọi là ngai vàng. Nó đẹp quá mẹ ơi. Còn đây là váy của nữ hoàng. Cái váy thật là xinh đẹp. Coi nè Peppa, đây là dương miệng của nữ hoàng đó con. Wow, thứ này đẹp quá đi. Mẹ ơi, vậy còn tivi của nữ hoàng đâu vậy? Thời đó họ chưa có tivi. Họ không có tivi sao? Nhưng họ có máy tính không mẹ? À không, họ cũng không có máy vi tính luôn con à. Vậy thì cả ngày họ làm gì đây? Mẹ ơi, nếu con là nữ hoàng, con có thể ăn bánh kem cho thật là thỏa thích. Và rồi Peppa lập tức tưởng tượng mình là nữ hoàng. Ngon quá đi. Người còn yêu cầu gì khác không, thưa nữ hoàng Peppa? Có, thêm bánh kem nữa. Dạ tuân lệnh. Chúng ta tiếp tục nào. Con tới liền đây. Ba ơi, con là nữ hoàng Peppa đây. Khi nói chuyện với con, ba phải cúi đầu. Tôi thật sự rất xin lỗi, thưa nữ hoàng cao quý. Công việc của ông là gì? Tôi là ba của ngài. Công việc đó chắc chắn rất thú vị. Phải, nó cực kỳ thú vị. Còn đây là phòng gì vậy ba? Đây là phòng của con khủng long. Phòng khủng long sao? Chó, đây là phòng khủng long đó em. Con chào ba, con chào ông. Con chào ba, con chào ông. Chào các cháu của bà. Chào các cháu. Peppa, Sớt, lên giường nhanh đi các con. Được rồi, ngủ ngon nha các con. Tạm biệt, chúc ngủ ngon. Chúc mẹ ngủ ngon, chúc ba ngủ ngon. Các cháu của bà thật là ngoan. Được rồi, các con hãy mau ngủ đi. Dạ thưa mẹ. Các cháu biết nghe lời quá. Heo mẹ và heo ba rời khỏi nhà để đến cuộc hẹn buổi tối. Peppa và Sớt là những đứa trẻ ngoan. Heo mẹ vừa nói một tiếng là lên giường đi ngủ liền. Coi bộ không có gì khó đâu bà. Sớt, Sớt, em còn thức hay không? Có lẽ chúng ta nên lên lầu xem thử đi bà. Peppa, Sớt, hai con còn thức hả? Ủa, tụi nhỏ đang ngủ mà. Kỳ lạ thiệt đó. Thì ra không phải Peppa và Sớt gây ra những âm thanh ồn ào hồi nãy đâu. Bây giờ không nghe thấy gì nữa hết. Chắc là bọn trẻ thật sự đã ngủ rồi đó bà. Được rồi Peppa, mẹ biết phòng khách nhà mình ở đâu mà con.
Mẹ hãy đọc tạp chí đi. Cảm ơn Peppa. Và đây là bản nhạc dành cho mẹ. Cảm ơn Peppa. Chúng ta phải cắm số lượng nến bằng đúng số tuổi của mẹ. 1, 2, 3. Ôi trời, nếu vậy chúng ta không có đủ nến rồi. Ba ơi, mẹ bao nhiêu tuổi vậy ba? Bà sẽ nói nhỏ với các con nha. Wow, nhiều vậy sao ba? Còn biết không, ba nghĩ ba cây nến là cũng được rồi. Vậy là bánh sinh nhật của heo mẹ đã sẵn sàng rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải trang trí cho phòng khách nữa. Xin chào mẹ. Ồ, mọi người đây rồi. Mẹ vừa thấy hơi chán một chút. Mẹ ơi, vậy mẹ có muốn đi dạo ngoài vườn một chút không? Mẹ có lựa chọn nào khác không? Dạ không. Tạm biệt mẹ. Mẹ đi dạo vui vẻ nha. Con sẽ gọi mẹ khi con chuẩn bị xong. Không ngờ sinh nhật phải làm rất nhiều chuyện như vậy. Heo ba cùng Peppa và George đang trang trí cho phòng khách. Vui quá đi. Hôm nay heo bà và heo ông cũng tới dự sinh nhật của heo mẹ. Oh, chúc mừng sinh nhật heo mẹ. Sao con không vào nhà đi? Con chưa thể vào được. Heo ba cùng Peppa và George đang làm việc bí mật cho sinh nhật của con. Thật đáng yêu. Lát gặp lại con nha. Tạm biệt mẹ. Mẹ ơi, mẹ có thể vào nhà chơi với con được không? Tất nhiên là được rồi. Mẹ nhắm mắt lại đi. Mẹ đừng mở mắt nha mẹ. Mẹ ơi, hôm nay con cảm thấy không khỏe lắm. Ôi trời Peppa, con có vẻ không ổn. Con đừng lo, bà sẽ gọi cho bác sĩ gấu nâu. Alo, bác sĩ gấu nâu xin nghe. Thưa bác sĩ, Peppa không được khỏe lắm, mặt con bé có đầy những nốt màu đỏ. Ồ, hãy đặt Peppa lên giường đi, tôi sẽ lập tức tới đó ngay bây giờ. Bác sĩ gấu nâu tới để giúp cho Peppa khỏe lại. Chào con Peppa, con thấy trong người thế nào rồi? Con thấy không khỏe lắm. Bây giờ con hãy lè lưỡi ra đi nào. Đừng lo, không có gì nghiêm trọng đâu. Peppa chỉ bị bệnh phát ban thôi. Con có cần uống thuốc không? Căn bệnh này sẽ tự hết nhanh thôi. Nhưng mà nếu con muốn, bác sĩ gấu nâu có thể cho con một ít thuốc để uống. Dạ được. Bác nói trước là nó không ngon lắm đâu nha. Hãy mở miệng ra nào. Thuốc ghê quá đi. Con rất dũng cảm khi chịu uống thuốc như vậy đó Peppa. Con bé phải nằm nghỉ trên giường. Tôi sẽ gọi lại sau để xem con bé khỏe hơn hay chưa. Người khác thăm Peppa được không? Được chứ, ai tới thăm cũng được. Bệnh này sẽ không lây đâu, đừng sợ. Tạm biệt. Tạm biệt bác sĩ gấu nâu. Mẹ ơi, con ra khỏi giường được không? Bác sĩ gấu nâu nói là con phải nằm trên giường nghỉ ngơi một thời gian đó Peppa. Như vậy thì chán lắm. Bác sĩ gấu nâu nói người khác có thể tới thăm con mà. Vậy Suzy có thể tới thăm con được không mẹ? Cừu Suzy chính là người bạn thân của Peppa. Mẹ sẽ gọi cho mẹ của cừu Suzy. Mẹ. Xin chào, tôi là cừu mẹ đây. Peppa nói chuyện với Suzy được không chị? Chào cậu Suzy. Mẹ. Chào cậu Peppa. Mình không được khỏe lắm. Mình có những nốt đỏ trên mặt. Bác sĩ đã tới khám chưa? Có. Bác sĩ gấu nâu đã tới đây. Bác sĩ nói mình không được khỏe lắm. Và nói mình thật dũng cảm. Ba ơi, tụi con có thể giúp ba tìm mắt kính được không ba? Ý hay đó Peppa. Nếu con tìm ra nó thì ba con sẽ không còn bực bội nữa. Anh không hề bực bội. Peppa và George đi tìm mắt kính của heo ba. Peppa thì tìm ở dưới tờ báo, nhưng mắt kính của heo ba không ở đó. Còn George thì tìm ở phía trên TV, nhưng mắt kính của heo ba không ở đó. Chúng ta lên lầu tìm trong phòng của ba và mẹ đi em. Peppa và George cùng nhau tìm trong phòng của ba và mẹ. George,
Em cẩn thận đừng làm ngã cái gì nha. Không có gì vui đâu Jocks. Peppa tìm ở dưới những cái gối, nhưng mắt kính của Helba không ở đó. George thì tìm trong đôi dép của Helba, nhưng mắt kính cũng không ở đó. Mình tìm trong nhà tắm đi em. Peppa và George đi tìm trong bồn tắm. Mắt kính không có trong bồn tắm. Mắt kính cũng không có trong bồn cầu. Khó tìm quá ha George. Peppa và George đã không tìm được mắt kính của Helba dù đã cố gắng. Tụi con đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy mắt kính của ba đâu hết. Ôi trời, bây giờ làm sao đây? Có vẻ anh phải làm mọi thứ mà không có mắt kính rồi. Nếu đi từ từ như vậy sẽ không đụng vào ai. Nó kia kìa, mắt kính của ba nè. Nhưng mà ba ơi, thám tử là cái gì vậy ba? Một vị thám tử là một người rất quan trọng đó con, và rất giỏi trong việc đi tìm đồ. Là con cũng rất dễ tìm đồ đó ba. Được rồi, Peppa sẽ làm thám tử. George, giờ chị làm thám tử. Chị sẽ giúp em tìm ông khủng long về nha. Có lẽ vậy, nhưng thám tử nên hỏi sót những câu hỏi đơn giản thôi. George, ông khủng long ở đâu vậy em? Chị George không biết ông khủng long đang ở đâu. Đôi khi thám tử có thể thử đoán là ông khủng long đang ở đâu đó con. Con biết, ông ấy đang ở đâu rồi. Tại vì George lúc nào cũng đem ông khủng long vào bồn tắm với mình, nên chắc chắn ông khủng long đang ở trong bồn tắm. Nhưng mà ông khủng long không có trong bồn tắm. Ừ, con biết rồi, con biết ông khủng long đang ở đâu rồi đó. George lúc nào cũng đặt ông khủng long trên giường mỗi buổi tối với mình, nên chắc chắn ông ấy sẽ ở đây nè. Ông khủng long cũng không có trên giường của George. Có lẽ chúng ta nên tìm ở trong khu vườn. Phải, ở ngoài vườn. Con cũng đang định nói như vậy đó mẹ. Ông khủng long ơi, ông đâu rồi? Có vẻ như là rất khó tìm được ông khủng long của George. Ông khủng long cũng không có ở đây rồi mẹ ơi. George, con rất thích ném ông khủng long lên cao đúng không? Bà không biết là lần này có phải con ném ông khủng long lên cao quá hay không? Ở trên kia, con thấy ông ấy trước nha. Con giỏi lắm Peppa, con đúng là một vị thám tử rất giỏi. Vì nó là bí mật mà. Đây là hộp bí mật của chị đó. Nó vẫn còn trống. Chị phải tìm một cái gì đó để bỏ vào đây. Và George muốn giúp Peppa. Không George, chỉ một mình chị biết trong này có cái gì thôi. Em phải ra ngoài đợi trong lúc chị chọn. Peppa sẽ chọn vài thứ bí mật để cho vào cái hộp của mình. Vậy là hộp bí mật của chị đã đầy rồi. George, em không được xem bên trong đâu. Nhưng mà George rất muốn biết trong cái hộp bí mật của Peppa có gì. Nếu em muốn, em có thể đoán thử. Khủng long. George thì nghĩ Peppa đã bỏ một con khủng long vào đó. Không George, tại sao chuyện gì em cũng nói khủng long hết vậy? Bộ em không thấy con khủng long quá lớn để bỏ vào trong hộp này sao? Vậy là George không đoán được trong hộp bí mật của Peppa có gì. Lúc này Helba đang làm sạch một bức tranh. Ba ơi, đây là hộp bí mật của con nè. Mẹ đã làm cho con đó ba. Nó rất là đẹp đó Peppa, nhưng trong đó có gì? Đó là một điều bí mật. George đã thử đoán, nhưng mà em ấy đoán không đúng. Vậy để ba đoán thử xem. Dạ được.
con bỏ mắt kính của ba vô đây sao? Dạ không. Ba vẫn đang đeo mắt kính của mình mà. Đúng rồi ha. Ba đoán dở quá, ba phải suy nghĩ kỹ hơn mới được. Được rồi, con bỏ giày của mẹ vào đây đúng không? Dạ không, ba đã hết lực đoán rồi. Peppa thích những điều bí mật. Mẹ ơi, không ai biết trong hộp của con có gì. Ồ, chót, em có gì vậy? Mẹ cũng là một hộp cho chót. Chụp đi chót. Ồ, quá rồi. Chót đã chụp được bóng. Hoan hô. Tốt lắm chót. Bây giờ hãy ném bóng cho Peppa đi con. Ồ, thử lại đi. Ồ, thử lần nữa. George không thể ném trái bóng qua heo mẹ được. Cố lên George, em ném bóng qua cho chị đi. George thật ngốc. Chị cũng làm được vậy. Peppa muốn bắt chước theo George, nhưng cậu ấy quá lớn nên bị kẹt lại. Mẹ đã có bóng rồi nè. Peppa, bây giờ tới lượt con ra giữa đi. Chót, chụp lấy. Hoan hô. Chụp được rồi. Chót, em ra giữa nha. Chót, chụp đi. Chụp bóng đi Chót. Chót à, chụp đi con. Em chụp đi Chót. Đây này Chót. Ôi trời, Peppa, con không nên trêu chọc em Chót như vậy. Xin lỗi Chót. Có chuyện gì vậy hai đứa? Ba ơi, em Chót còn quá nhỏ để chơi trò chú heo ở giữa. Ba nghĩ em còn đủ lớn mà. Không đâu ba, ba hãy nhìn nè. Chụp đi cho. Hoan hô. Ba không công bằng. Công bằng chứ con, ba chỉ giúp em Chót một tay thôi mà. Chót chụp nè. Không được, Chót còn quá nhỏ để có thể chụp được bóng đó. Không có sao đâu Chót à. Con và Peppa có muốn ra biển chơi hay không? Dạ có thôi ba. Nhưng các con phải đeo phao vào đã. Được rồi đó. Nhìn con đeo phao rất bảnh trai đó cho. Tới con, tới con. Được rồi. Bây giờ chúng ta có thể xuống nước chơi. Nước có lạnh không anh? Nước rất ấm và dễ chịu. Thôi đi. Tại anh là người bắt đầu trước mà. Tạt nước như vậy là đủ rồi đó em. Con rất thích bãi biển. Peppa và George rất thích bãi biển. Mọi người đều thích bãi biển. Peppa, George, hai con muốn chơi với xô cát và xẻng không? Dạ có thưa mẹ. Ba ơi, tụi con lắp cát lên người ba được không? Lắp cát hả? Đi mà ba. Thôi, thôi được rồi. Hoan hô. Vậy là Peppa và George cùng lắp cát lên người heo ba. Đủ rồi đó. Rồi. Bây giờ ba không thể ra được. Nhưng mà đầu của ba hơi nóng rồi. Ba đội mũ rơm có được không? Thôi được. Nếu ba nói làm ơn. Làm ơn cho ba đội mũ rơm đi con. Tất nhiên là được rồi ba. Ôi trời, cơn nứt cục của George đã làm hỏng trò chơi. George, chị biết cách chữa nứt cục rồi.
Em phải nghe theo lời chị nha. Em hãy vừa xoa đỉnh đầu và vừa xoa bụng của mình. Tốt, bây giờ em hết nốt cục chưa? Có vẻ cách chữa nốt cục của Peppa không có hiệu quả. Chót, em làm sai cách đó rồi. Chị biết một cách hay hơn để chữa nốt cục. Đầu tiên, em hãy nhảy lên 3 lần bằng một chân thôi. Bây giờ, vẫy hai cánh tay của em lên xuống và lè lưỡi của em ra. Bây giờ, nhắm mắt lại và quay người thật nhanh. 3 lần. Cách chữa lần này của Peppa cũng không hiệu quả. George vẫn còn bị nứt cục. Chị biết rồi, để chữa nứt cục, chú heo bị bệnh phải bị giật mình một cái. Chót, bây giờ chị sẽ dọa em, nhưng em phải nhớ là đây chỉ là một trò chơi để chữa nứt cục cho em. Em hãy nhớ là chị chỉ làm bộ dọa em thôi, chót. Peppa! Con phải nhẹ tay khi chơi với em con chứ. Sót vẫn còn nhỏ mà. Con xin lỗi mẹ, tại vì con muốn chữa nứt cục cho em thôi. Hay quá, Sót đã không còn nứt cục nữa. Thế nào Sót? Peppa và Sót đang tạo ra những dấu chân trên tuyết. Peppa và Sót rất thích tạo những dấu chân trên tuyết. Ôi trời! Không có gì vui đâu chứ. Peppa đã làm một quả cầu tuyết. Peppa và George đang chơi trò ném tuyết rất vui. George, quay lại đây đi chú heo nhỏ. Ôi trời, xem ra trò chơi ném tuyết này có hơi quá mức rồi đây. Xin lỗi chót. Chót, chúng ta làm người tuyết đi. Peppa và chót cùng nhau làm người tuyết. Đầu tiên là làm phần thân. Chót, đây là phần thân của người tuyết. Giờ là phần đầu của người tuyết. Bây giờ chúng ta cần đôi tay, đôi mắt và miệng. Chó tìm được cành cây để làm cánh tay cho người tuyết. Còn Peppa thì tìm được đá để làm mắt và miệng cho người tuyết. Đây là mặt của người tuyết. Peppa tìm được một vũng bùn nhỏ, trong khi George tìm được một vũng bùn lớn. George ơi, có một vũng bùn lớn hơn là lớn kìa. George là người muốn nhảy vào vũng bùn lớn trước. Khoan đã George, chị phải xem coi nó có an toàn không đã. Tốt, dũng bùn này không sao đâu. Xin lỗi chó, chỉ là bùn thôi mà. Ô
Peppa và George rất thích chơi trong vũng bùn lớn này. Đi nào George, chúng ta đi khoe với ba đi em. Ôi trời ơi. Ba ơi, ba ơi, ba đến xem tụi con đã làm gì nè. Để ba nghĩ xem. Hai đứa con đã xem tivi à? Không phải đâu ba ơi. Vậy hai đứa mới tắm xong? Không phải luôn. À, ba biết rồi. Hai con đã chơi trong vũng bùn đúng không? Dạ, dạ, dạ. Tụi con đã chơi nhảy trong những vũng bùn. Oh, nhìn hai con bây giờ kìa. Không sao, là bùn thôi mà. Nhưng mà chúng ta mau rửa sạch trước khi mẹ các con thấy. Ba ơi, khi tụi con đã sạch rồi, ba mẹ cùng chơi với tụi con được không? Được chứ, chúng ta sẽ cùng dạo chơi trong vườn. Peppa cũng không có trốn dưới gầm giường. Âm thanh lạ đó là gì vậy? Peppa không có trốn sau rèm cửa sổ. Lại là cái âm thanh lạ lúc nãy. Nó có thể là cái gì chứ? Như vậy là George đã tìm ra chỗ Peppa trốn. George đã tìm thấy con. Bây giờ tới lượt ba phải trốn rồi đó. Ba nghĩ là nên để George trốn lần nữa. Như em George trốn không có giỏi đâu ba. Ba tin là lần này em ấy sẽ khác. Con hãy nhắm mắt lại và đếm đi. Một, hai, ba. Ôi trời, Peppa sẽ dễ dàng tìm được George thôi. 5 6 George, qua bên 7, này nè con. 8 9 10 Em sẵn sàng chưa? Chị đi tìm đây. Ồ, em George không có ở dưới gầm bàn. Nhưng em ấy luôn luôn trốn vào dưới gầm bàn mà. Sao con không lên lầu thử tìm xem? Con biết em ấy ở đâu rồi. Chắc chắn là em George đang ở trong giỏ đồ chơi. George không có ở trong giỏ đồ chơi. Vậy cậu ấy ở đâu? Peppa không tìm thấy George ở đâu hết. Ba ơi, con không tìm thấy em George ở đâu hết. Ôi trời, không biết thằng bé đang trốn ở đâu. Đây là cô Linh Dương, chính là cô giáo dạy lớp của heo Peppa. Xin chào. Đây là đứa em trai của mình, George. Cô chào con, George. Mẹ. 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 Ước gì mình cũng có một cậu em trai dễ thương như George. Thật sao? Xin chào, anh là chó Danny. Đây là một con khủng long sao? Ừ, nó chỉ là khủng long đồ chơi thôi. Yeah, khủng long. Tuyệt quá. Khủng long. Khủng long. Oh, cô cũng sợ quá à. Em ấy tuyệt quá. George là em trai của mình. Em ấy rất tuyệt. Peppa cảm thấy tự hào về em trai George của mình. Bây giờ hãy cho George thấy chúng ta vẽ tranh như thế nào đi. Em ấy không giỏi vẽ tranh đâu cô. Vậy thì em sẽ giúp em ấy được chứ? Dạ phải, em vẽ rất giỏi. Em sẽ dạy em ấy vẽ một bông hoa. George, hôm nay chị sẽ chỉ cho em cách để vẽ một bông hoa. Đầu tiên em phải vẽ một vòng tròn lớn. Không George,
em để chọn sai màu rồi. Sau đó em hãy vẽ những cánh hoa. Chox, em vẽ sai hình rồi. Bây giờ em sẽ vẽ cành và lá. Hoàn thành rồi. Đây Chox, chị là ba và mẹ nha. Còn em thì làm con đi. Các con, sắp tới giờ uống trà rồi nên các con phải rửa tay. Rồi George đặt búp bê lên trên giường. George, tại sao đang chơi em lại đặt búp bê lên giường? Chúng sắp có bữa tiệc trà mà. George thích đặt búp bê lên giường. Các con, bây giờ lập tức xuống lầu đi. Nếu không sẽ không có bánh kem đó. George không nghe Peppa. Cậu ấy đang bận đặt búp bê lên giường. George, nếu em muốn chơi búp bê của chị thì em phải giúp chị chuẩn bị tiệc trà đó. Đây là chó, em có thể đổ nước vào trong đây. Các con, mau xuống lầu ngay đi. Dạ thưa mẹ, tụi con xuống liền. Lúc này chó đang đi đổ nước và ấm trà. Chó nhìn thấy một chú nhện bên trong bồn rửa. Chó muốn chú nhện đó làm bạn với mình. George rất thích chú nhện. Chú nhện cũng thích George. Peppa rất thích chơi tiệc trà cùng với búp bê. Bánh quy sô-cô-la đâu hết rồi hả anh? Hôm qua vẫn còn nhiều lắm mà. Xin lỗi em nha, chắc là anh đã ăn hết rồi. Bà hư quá đi. George đi vào và đặt chú nhện lên giường. Chó, em đang làm gì vậy hả? Em phải giúp chị chuẩn bị tiệc trà chứ. Cứu, cứu con với. Ba ơi, có một con nhện trong phòng ngủ của con. Dạ, con tới liền đây. Peppa và George rất thích ăn bánh sô-cô-la. Nhưng hôm nay, hai đứa cố ăn thật nhanh để cùng chơi với chú vẹt Polly. Xong rồi. Đúng là hai đứa trẻ ồn ào đáng yêu. Tụi con rời bàn ăn được chứ vậy? Tụi con muốn xem chú vẹt Polly. Nhưng mà con có chắc là đã ăn hết bánh quy chưa hả? Vậy thì đi đi. Em nói gì với Polly đi. George hơi ngại ngùng một chút xíu. Xin chào. Xin chào. Vậy là Peppa và George rất thích chơi cùng với chú vẹt Polly. Mình là heo Peppa. Mình là heo Peppa. George, em nói gì đi em. Rồi thì Peppa và George giả như mình là vẹt. Mình là vẹt Peppa. Peppa cố nghĩ cái gì khác hơn để nói với vẹt Polly. Tôi là chú vẹt ồn ào. Tôi là chú vẹt ồn ào. Peppa, George, hai con đang chơi với Polly đó hả? Dạ thưa ba. Vậy con có muốn gieo hạt dâu tây hay không? Dạ có. Hạt giống này sẽ phát triển thành một cái cây dâu tây thật đẹp đó con. Trước tiên hãy làm một cái lỗ nhỏ. Sau đó con gieo hạt giống vào, rồi lấy đất lấp lại. Muốn ông tưới thay cho con không? Dạ không. Con muốn
tự mình tưới nó. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ đợi nó nảy mầm. Peppa và George đợi hạt cây nảy mầm và lớn lên. Đợi nãy giờ rồi mà vẫn không thấy lớn. Con phải thật kiên nhẫn chứ Peppa. Nó cần có rất nhiều thời gian để lớn lên. Peppa, George, đã tới lúc về nhà rồi con. Nhưng tụi con đang đợi cây dâu của tụi con lớn lên. Con muốn ăn dâu tây với trà. Con đừng lo Peppa. Lần sau khi con tới thì cái hạt này sẽ phát triển thành cây đó. Và chúng ta sẽ có dâu phải không ông? Phải rồi. Đi thôi Peppa. Thưa ông, con về. Tạm biệt cây dâu nha. Heo ông chăm sóc cho cây dâu tây của heo Peppa. Sau nhiều ngày thì heo ông thấy một cái cây nhỏ đang phát triển. Ngày qua ngày cái cây càng lúc càng lớn hơn. Đến một ngày, heo ông thấy một thứ rất đặc biệt từ cái cây đó. Trái dâu tây. Ông ơi, tụi con tới rồi. Peppa và George lại tới chơi nhà ông. Ông ơi, cái cây của tụi con có lớn không? Có. Xem nè. Dâu tây. Con cảm ơn ông rất nhiều. Ông ơi, chúng ta trồng cây khác được không? Cái gì vậy? Là một cái răng. Nó đâu ra vậy ba? Peppa, có lẽ con nên nhìn vào trong gương đi. Đó là răng của con. Nó rơi ra rồi. Con đừng lo Peppa, chỉ là răng sữa thôi. Rụng là bình thường. Con có mọc ra cái răng mới không mẹ? Có, con đừng có lo Peppa. Nó cũng có nghĩa là nàng tiên răng sẽ tới thăm con đó Peppa. Nàng tiên răng là sao? Đúng là nàng tiên răng. Nếu tối nay con đặt cái răng ở dưới gối của mình, vậy thì nàng tiên răng sẽ tới. Nàng tiên răng sẽ lấy cái răng đó và đổi lại, tiên răng sẽ để lại một đồng tiền. Khi lớn lên, con muốn trở thành một nàng tiên răng. Còn con muốn trở thành gì khi lớn lên hả George? Không có làm. Một chú khủng long à. Nhanh lên chó, tới giờ đi ngủ rồi. Chúng ta cùng đợi nàng tiên răng tới. Trước khi lên giường ngủ, Peppa và George phải chà răng của mình. Peppa, con đang làm gì vậy? Con đang chà răng của mình. Nó phải thật sạch sẽ, vì nàng tiên răng sẽ lấy nó. Peppa rất nóng lòng lên giường mình. Rồi Peppa cũng để răng của mình ở dưới gối cho nàng tiên răng. Ngủ ngon Peppa và George. Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc ba ngủ ngon. Ngủ ngon nha hai chú heo nhỏ. Chó, chị sẽ không ngủ đâu. Hai chúng ta phải thức cả đêm nha. Chúng ta phải đợi nàng tiên răng. Peppa và gia đình thích chiếc xe mới này. Chiếc xe mới này có nhiều nút thật đó. Ba ơi, cái nút xanh là gì vậy ba? Để ba xem. Là cửa phép thuật. Ba ơi, ba làm cửa sổ phép thuật hạ xuống đi ba. Ba ơi, còn nút màu xanh là gì vậy ba? Ba không biết nữa, để ba thử xem. Con thích chiếc xe mới này, chúng ta giữ nó được không ba? Ồ, chúng ta không giữ được nó đâu Peppa. Chúng ta chỉ mượn nó trong hôm nay thôi. Ôi không, em nghĩ là trời sắp mưa rồi. Được rồi, vậy anh sẽ bật mui xe lên. Để coi nút nào là nút bật mui xe đây. Ồ, nút nào ta? Ha ha, nhất định là nút này rồi.
Lúc đó khiến chiếc xe xịt nước và heo ba. Ba sai rồi, đó đâu phải cái mui xe đâu. Vậy chắc cái nút này. Ồ, không phải đó, cái nút này. Heo ba đâu quên nút nào là nút để bật lại mui xe. Anh không nghĩ là chiếc xe này nó thích mình. Hãy bấm từ nút đỏ đi. Wow. Nhưng bây giờ lại hết mưa rồi. Mình hạ mui xe xuống được không ba? Được chứ con. Nhưng nút nào đây ta? Là nút màu đỏ đó. Wow. Chó ông đã sửa xong chiếc xe màu đỏ. Xe sửa xong rồi. Wow. Cảm ơn ông rất nhiều. Không cần thối tiền thừa. Cảm ơn heo ba nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Thank you.